Bài tên bài này là tên là Bú Sắc Cặp Bú nha. Qua bên Phụng Tường anh em. Cái lời cái không đúng không ta? Lại chia sẻ giúp em nha, mấy anh ơi. Trước khi server open thì mình chơi mà đơn giản giải trí này nọ nha. Đúng rồi, Trường Giang cũng là server cày cuốc luôn. Để mình ăn may mắn vô anh em. Mình ăn may mắn vô. Comment nào. Nói chứ anh em đang xem live cho em một like và chia sẻ nha mấy anh ơi. Mình cùng chơi hộ mở 100 set tư lệnh luôn. Hôm nay sẽ kiếm đồ ngà mi nha anh em. Hôm nay sẽ kiếm đồ ngà mi. Cuối tháng này sẽ được một rương hoàng kim môn phái rồi. Thì sẽ cố gắng đủ lắm. Bây giờ kiếm đồ ngà mi trước. Để mà khi mà mình có chuyển phái thì đủ lắm mình qua bển mình chơi mình sẽ có đồ mặc luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mở nha anh em ơi. Trước khi server open thì mình mở trước đã. Hey, bây giờ là cuộc chơi nhân phẩm. Bây giờ sẽ để chơi bên kia anh. Bên kia là bên nào em đang chơi đây nè em à. Ủa mà đứng BK10 này để nguy hiểm lắm nha. Để phù nha chứ không là đủ có tí nữa. Lộn mắt nào ra đồ sát cái lệnh chết. Chết tại chỗ luôn á. Ủa BK10 đang 92%. Một cái một là âm 100% luôn. Thôi bỏ tay khác luôn 19 kìa anh em. Sinh lực 95 luôn để lại nha. Ủa BK10 mình đi lang thang mới ghê. Mình đi lang thang mới ghê anh em à. Chứ đâu phải mà tự nhiên đủ không không mà đủ BK10 mà đi lang thang đâu. Mình có để phù sẵn ở đây nè. Lên cái là bấm cái một là về thôi. Đâu má để anh Ben chạy ra đây chi vậy. Để anh Ben chạy ra đây chi vậy. Lên hoa sơn đi anh em. Để mình lên hoa sơn đi. Lâu rồi mình chưa lên hoa sơn chơi. 19 giờ, đúng 19 giờ nha anh em. Đúng 7 giờ tối nay mới open anh em. Nên bây giờ còn hơn 50 phút nữa. Thì bây giờ mình chơi mở sát lô lệnh đi. Mình mở sát lô lệnh. Tới giờ đó là mình sẽ qua bên kia mình cày. Cũng 7 giờ mới open được. Để lấy đồ sát. Qua đồ sát công nha. Ok anh em nào đồ sát nhớ cập tên like. Nhớ né ra được rồi. Đủ được đồ sát tôi nha mấy ba. Đủ quá tôi sợ lắm mấy ba lắm à. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục cuộc chơi đồ quá series nhân phẩm của ngày hôm nay nha anh em. Mình phải lên đây mình xả rác chứ anh em. Không lên đây xả rác thì ở đâu xả rác nữa bây giờ. Ồ, cái đó cũng phải ra đồ kháng lôi không nha ta. Nó biết hôm nay mình ra Ngami hay sao á. Nó cho đồ kháng lôi không à. Everton với Liverpool sổ tài nha. Ba trái tài nha. Ồ á. Anh em nào theo tôi thì đụng tối nay vô bờ nha anh em. Tôi cho rồi đó, anh em nào đánh theo thì đụng vô bờ, còn không đánh theo thì đụng chịu thôi nha. Cái bông sen dưới chân là cái vỏ lâm lệnh đó anh em. Mua vỏ lâm lệnh là sẽ được cái bông sen dưới chân á. Lít. Cái hội đụng mấy một hội thương pháp 18 luôn. Hôm bữa được cái đai phần đai thương pháp 20, hôm nay được cái bộ phần thương pháp 18 luôn. Dữ à. Cùng mấy nó 140 luôn kìa. Trời ơi, nó làm chặt 40 luôn. Giờ này chắc sợ không ai cần nữa chứ. Cái nón này mà đúc ban đầu server mở ra đủ biết bao nhiêu tiền anh em à. Tài rất là ổn nha anh em. Ở những trận, ở mấy mùa giải đầu tiên, ở những trận đá đầu tiên á. Thường thường là sổ tài không à. Anh em theo tôi, vô tài anh em. Đủ tối nay anh em nào nhớ thì đón nét cho tôi được rồi. Tôi cho rồi đó. Còn anh em nào không theo thì thôi. Like đá banh cho đủ á, cho nó ban kênh luôn hả. Cây kiếm. Có cây kiếm anh em. Có cây kiếm. Giờ sao giờ. Anh em dự đoán cây kiếm này hại gì. Cây kiếm này hại gì. Ai dự đoán đúng đủ tôi cho một đêm free luôn. Cho tôi cho một đêm free. Anh em dự đoán thử coi cây kiếm này hại gì. Cuộc chơi bắt đầu nha. Anh em dự đoán nha. Thử coi cây kiếm này hại gì anh em à. Một dòng, tôi cần hệ thôi. Cần hệ thôi.
hệ thủy hệ kim sẽ thương điểm. Còn là nó banh đi cho nó khóa kênh hệ mộc. Còn anh em nào hôm nay anh em nào dự đoán đúng, bây giờ cái kiếm này ai mà ai dự đoán đúng tôi cho free một đêm, free một đêm. Từ từ còn lâu mà, còn 50 phút nữa, 50 phút nữa còn lâu lắm anh em à. Thì hiện tại những anh em nào muốn tham gia server Trường Giang thì có thể tải game tại giấytiếngngại.net nha anh em. Mình gửi link ở trên đây nè anh em. Mình gửi link đó, hiện tại bây giờ cũng cổng đi quá tải nhưng mà sẽ có người hỗ trợ cho anh em cài đặt. Anh em nào chưa cài đặt game á thì có thể tải liên hệ vô fanpage để cài nha, hoặc là lên trang chủ để mà tải game nha anh em. Ra Nguyễn Thị Minh Khai, Vân Đồn, kiếm gái nước. Có không Nguyễn Nguyễn? Có không để biết nè ông nội. Ok kiếm. Ok phản diện tối nay cho ăn đêm. Tối nay ra đây cho ăn đêm nha. Quả thần pháp 17, thời gian 530. 7 anh em ơi hệ thủy. Thu phí là hiện tại là đang thu phí là 30.000 một tháng anh em, 30 kim bảo. Kim ngân bảo thì anh em giá là 100 xu thì sẽ được 120 kim, hoặc là 800.000 là được 1.000 kim nha anh em. Độc bộ sức mạnh 5 7. Ok, cảm ơn phản diện nha. Xem đá banh đủ, đá banh từ từ anh em, đá banh còn từ từ đủ. Cái cuộc chơi này cuộc chơi nhân phẩm đủ. Hôm bữa tôi mở được cái nhẫn may mắn đủ, may mắn một là tôi thấy đủ không thể vui rồi, không vui rồi đủ. 100 sát thủ lệnh mà mở được một cái may mắn một là không vui rồi. Còn hôm nay thì sao thì chưa biết nha anh em, hôm nay sao thì chưa biết nha anh em đủ. Hôm nay mà được nhẫn may mắn 10 thì thôi đủ, cuộc đời là lên hoa luôn, cuộc đời lên hoa đêm nay luôn. Tôi thấy nó sao sao rồi đây anh em à. Hiện tại đã chục cái đủ ra đi rồi. Ông phải tải, ông phải chạy update lại đi, chạy auto update lại, hoặc là liên hệ vô fanpage đi. Trước 27 liên hệ vô fanpage đi để được AD hỗ trợ tải game lần fix lỗi. Mấy kỳ kiếm hệ kim luôn, kháng độc 4 sát thương 22 điểm, 22%. Chứ ngồi đó mãi làm gì, liên hệ vô fanpage lẹ, còn đủ tí nữa còn vô game nữa, còn đi cày cuốc nữa. Bây giờ mà ngồi đó mà than gì. Không phải này, cây kiếm là ngon anh em, cây kiếm sát thương 25 là ngon rồi. Gì, có nhà kêu taxi chở qua. Trời ơi, có không ở chỗ nào ông giới thiệu chỗ ghê, ông giới thiệu chỗ ghê, độ nó tối nay đi luôn ông ơi, giới thiệu chỗ đi nha, cái chỗ nào độ mới giới thiệu chỗ nó độ cho tôi đi một cái gần tháng trời rồi chưa biết cái gì luôn. Bộ cái áo kìa trời, một hồi đâu cán hỏa 9 cán 40 sinh khí 3 không có phục hồi. Cái bàn đụng mấy cuộc chơi này nó sao sao anh em, chơi này nó sao sao á. Quả 5 sinh khí 2 đụng á, bây giờ chỉ cần đụng á một phút thời tới thôi, tôi chỉ cần 1 phút thôi, trong 100 cái này chỉ cần đụng á chớp, nó chỉ cần sáng một lần thôi, còn lại nó chớp nó tắt gì tôi cũng không quan trọng, chỉ cần sáng một lần thôi. Cây kiếm tốc đánh 30, sát thương vật lý 39 điểm. Chỉ cần như vậy thôi. Chỉ cần đủ 100 cái, chỉ cần ra một món là đủ, tôi thấy. Trời ơi trời. Ôi cái thông đạo nè, đủ ai xài không? Ai xài không cho nè. Ủa ai xài không? Ai xài không? Trời ơi. Kháng hỏa 9, sinh khí 15, kháng 40 luôn. Còn mấy ông nổi trả lời không nữa mới ghê chứ, kháng hỏa 9 sinh khí 15 kém 40 ngon vậy mà anh em không xài. Ồ ngon vậy mà không xài.
Thì còn đợi cái gì nữa? 19 tí. Thế cây song đao vậy mà đẹp quá trời đẹp vậy mà không xài. Ở này mà bên server Châu Giang chắc bán rộn á, bán cũng phải được 100 kim anh em à. Bên đây thì chắc không không ai xài thiệt. Rồi 14, đọc sát 9 điểm. Phục hồi sinh lực, hồi sinh lực 2 điểm, kháng lôi 5 điểm. Để mình lên Discord coi có anh em nào không. Lên Discord lên có anh em nào không, sầu lờ chơi. Còn anh em nó cũng off luôn kìa. Ủa cái này mà kháng hỏa 19 thôi, kháng hỏa 19 một cái là biết bao nhiêu tiền anh em. Cứ bây giờ một set thu lợi là 15 xu nha anh em, một set thu lợi là 15 xu, 100 cái là 1k rưỡi xu á. Rồi 7. Ôi lại đụng mắt này, hôm nay ra đồ hệ thủy không anh em ơi. Hôm nay nó ra đồ kén 40 sinh, kén hỏa sinh khí không ta. Nãy giờ mấy món rồi đó. Nãy giờ tôi thấy mấy món rồi đó. Ồ server Trường Giang cũng bị open nha anh em. Lúc 19 giờ sẽ chính thức open đó. Những anh em nào chưa tải game thì có thể tải game đi anh em. Tí nó vô liền chung anh em ơi. Tí vô cày chung luôn. Lại song đao. Lại song đao. Nhưng mà long song đao hệ kim khánh độc 12 sát thương 5 điểm. Á đôi giày 22. Cho 530, 540 là ngon rồi, 540 là có người xài chắc luôn. Cái này 540 là có người xài. Trời ơi, kháng hỏa nữa kìa, 37 kháng hỏa 5 sinh khí, 7 kháng 20, cái này mà kháng đủ, kháng 40 là ngon rồi. Cái này là kháng 40 là ngon rồi. Lụm tiền luôn rồi. Ôi, kháng gì có 20 à. Cây nỏ, có cây nỏ anh em à, có cây nỏ. Ở đây anh em nào, ở đây anh em nào qua server biển Trường Giang đâu, bấm số 1 giùm tôi cái anh em. Đổ một tí đó, đổ nó lập party mình chen cho dễ. Có anh em nào qua Trường Giang nó bấm số 1 giùm tôi một cái nha. Đọc sát có 5 điểm, kháng lộ có 5, kháng lộ 7. Đồ đánh đâu. Hai cái áo đường ngại giáp luôn kìa. Hai cái áo đường ngại giáp luôn. Nãy giờ ra xong đa hoài luôn nha. Chỉ đổ sát ngoại công 90 điểm luôn. Kìa có Phong Nguyễn kìa. Sài Gòn xưa Liên Quân Mobile kìa. Giữ ra. Tài xỉu là ví dụ như bây giờ ba trái. Ví dụ ba trái đi, ba trái thì ở trên ba là tài, dưới ba là xỉu. Vậy thôi, chỉ có vậy thôi à. À, tôi thấy rồi, có cái bóng. Hello anh Tây Salon nha, anh Tây Salon. Đâu quá lập, anh lập phái gì anh à? Anh lập phái gì vậy? Để em biết nè. Tên nhân vật người ấy, người lạ, người dân. Ồ, nó đặt tên gì đủ nó dữ à. Tí nữa chen chung nha. Tí nữa anh em nào mà không có bãi thì chen chung với tôi nha. Lên chen đủ quá, đêm nay chen xuyên đêm luôn. Hôm nay là chen xuyên đêm luôn nha anh em. Cây kiếm, có cây kiếm. Cây kiếm này hại gì anh em? Thiên hạ hiện tại là vẫn chưa nghỉ anh em. Một số anh em nghỉ thôi, còn một số anh em vẫn ở lại. Cây kiếm này hại gì anh em? Đánh thử xem nào. Hại gì? Mình coi mấy món kia trước nha, để lại cây kiếm. À, nó khăn lôi 17, sinh lực 9 mấy luôn kìa. Nãy giờ một cái bao tay 19 rồi, sinh lực 9 mấy. Anh em xài ô tô Võ Lâm Bí Sử 1.9 á. Anh em mà không biết rắc auto á, liên hệ vô fanpage luôn. Liên hệ vô fanpage để được AD rồi cài cho anh em cái auto. Không có nghĩ anh ơi, vẫn chơi bình thường anh em. Vẫn chơi bình thường ở đây nha. Sao mà nghĩ được, đồ có chuẩn bị một rương hoàng kim môn phái rồi sao mà nghĩ. Hoàng kim. Trời trời, trời cái kiếm gì vậy trời. Đọc sát ngoại công 1 điểm. Đọc sát nội công 25 điểm, kháng lôi 1 điểm. Cái kiếm này phải đủ, nếu mà bây giờ đọc sát nội công mà 1 điểm luôn phải huyền thoại không? Cái kiếm này mà đọc sát nội công 1 điểm thôi là huyền thoại rồi. Không có anh em nào mà dự đoán đúng hết, toàn hệ kim, hệ hỏa, hệ kim, hệ thủy không?
Ủa mấy cái kiếm gì ghê thiệt chứ. Đọc sách nội công 25 điểm. Có cây nỏ. Có cây nỏ anh em ơi. Xui quá. Có cây kiếm. Có cây kiếm. Cây kiếm này gì ta? Cây kiếm này hệ gì ta? Tôi thấy nãy giờ ra kiếm hoài luôn đó. Tôi thấy nãy giờ nó ra cái kiếm hoài luôn đó. Anh em có ý kiến gì không? Anh em nào có ý kiến gì? Cái này hệ gì hay không? Và option như thế nào hay không? Anh Đường hình như anh nghĩ rồi. Anh Đường anh nghĩ. Kiếm này hệ gì anh em? Em đúng, bây giờ em bó tay luôn. Em bó tay luôn rồi mấy bạn. Nhìn cái kiếm này em thấy đúng á, cuộc sống anh em đúng á. Em thấy cuộc sống của em. Em thấy cuộc sống của em đúng á, nó đang nó màu xanh vải lồn luôn, màu xanh nó vải lồn luôn. Một cuộc sống màu xanh thật là vải lồn luôn. Ôi ngọc bội rồi. Bội này rồi. Ok rồi đó. Rồi, sát thương vật lý 3 điểm, sát thương 96%. Được, nhưng mà thôi. Ủa, bao tay làm chậm của 30 vậy, 40 là ngon rồi. Có này bọt 40 là ngon rồi. Có cây kiếm nữa. Có cây kiếm nữa. Hôm nay ra kiếm nãy giờ 4 cây rồi nha. Nãy giờ ra 4 cây kiếm rồi. Ban Thiên Đế hiện tại mới có 55 mặt nha anh em. Mới 55 mặt à. Nó thiệt. Thôi. Em đủ á, mất niềm tin quá. Nói chứ em đang xem live cho em một like một chia sẻ đi anh em ơi. Hiện tại là 550 anh em rồi, 250 anh em rồi. Anh em kia một like một chia sẻ nha. Em mở rồi, mở này tới giờ rồi, open 7 là qua bên kia mình chơi luôn em. Qua bên kia mình chơi luôn. Em bằng 8, trung độc 40, đẹp đó. Chúng đọc đẹp rồi đó. Set em ban bây giờ chừng 3 triệu anh em. Set em ban giờ đã sức mạnh 10, kháng độc 15 luôn. Độc sát ngoại công 17 điểm. Cây chùy. Có cây chùy. Đã sát ngoại công 38 làm 130. Cuộc sống này đúng không? Sống này không còn gì để nói nữa rồi. Không còn gì để nói nữa rồi. Bảy 30. Cái mạng thì có cây kiếm. Thì bây giờ chỉ cần cây kiếm rồi. Trời ơi. Thân pháp 7, nội lực, sinh lực, nội lực. Cái này làm chậm 40 là lụm tiền rồi. Cái này mà 4, thời gian làm chậm 40 là có tiền rồi nè. Quan trọng cái nọc, cái kiếm nè. Thiệt. Chán cuộc đời thiệt. Chán cuộc đời thiệt anh em à. Cái này là trò chơi nhân phẩm thôi anh em. Quế hoa tủ hay cái gì cũng vậy à. Cái này là trò chơi nhân phẩm thôi. Trò chơi nhân phẩm thôi. Trò chơi nhân phẩm thôi. Nãy giờ gần 50 cái rồi đấy. Sống này hết vui vẻ rồi. Giá như ngày xưa. Ủa toàn đồ mát option không à. Đồ mát option không. Áo cái ban nè. Mở lần một cái thôi anh em. Mở lần hai cái khi nó full rương nó sẽ văng ra.
Em yên tâm đi, thời tới thì đỡ không có nổi đâu anh em. Thời tới thì sẽ đỡ không nổi đâu. Vì em gì vậy? Hoa sơn anh. Thời tới rồi đổ không nổi. Thời tới rồi đỡ không nổi. Siêu mẫn. Tôi 15 sẽ tôi 45 luôn á, nghe mày kiếm luôn hả ta? Nghe mày kiếm luôn hả ta? Chữ à đầu quả. Nghe mày kiếm luôn. Ổ ông này chắc KS với mình nè. Có búp đồ cho đường môn không anh? Là gì? Môn là gì em? Kiếm một lần thôi, một lần thôi, một lần thôi, một lần thôi. Giờ dục không luôn anh em. Giờ dục không luôn. Kiếm cái đồ này ổn. Kiếm kiếm đồ này mà khó như vậy. Đồ môn phi đao tống kim không có ngon đâu em ơi. Hiện tại nếu mà em cấp thấp là đồ đồ môn phi đao không có tống kim ngon đâu. Có cây nỏ, cây nỏ. Còn cái cuối nè, còn cái nè, cây kiếm. À, thầy kim thì đúng rồi đó. Thầy kim thì đúng rồi đó. Mà chỉ có điều là nó không ra rồi nó sát thương vật lý điểm tốc độ đánh thôi. Hiện tại ở bên mình có để phần code ở trên server bên server Trường Giang ở trên màn hình livestream anh em. Để anh em nào mà chưa có code đó thì có thể nhập vô là code là Kenny 2020 nha anh em. Để nhận được hỗ trợ từ từ admin game nha anh em ơi. Để mình chuyển đi. Nó chuyển chỗ đi anh em ơi, chỗ này nó xui quá. À. Chỗ này nó xui quá, thử ra đây đi, hôm bữa còn đứng ngoài đây còn được cái ngọc bội may mắn một. Còn nó lên đó nãy giờ 50 cái rồi chưa được cái gì luôn. Đứng đây đi. Mới biết đâu rồi ở đây lại ngon hơn. Chỗ này mình đâu có hay đứng nè. Thành hay bại gì cũng ở đây. Và bây giờ lên trển nó xui thôi. Trời ơi, mày muốn tết. Trời ơi, lụm tiền anh em ơi, lụm tiền anh em à. Thời ơi, thời tới đỡ đâu có nổi anh em. Thời tới đỡ đâu có nổi anh em à. Trời ơi, cái nhẫn này, cái ngọc bội này bao nhiêu? Ngọc bội này bao nhiêu anh em? Mẹ tôi nói rồi mà, tôi nói rồi mà. Ồ, thầy trời trời. Thời tới đỡ sao nổi anh em ơi. Ồ, má, cái gì vậy? Cái gì vậy anh em ạ? Ồ, má, ngọc bội may mắn 8 luôn. Thời trời. Vô một khúc. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ô, trời 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 ơi trời. Ngại luôn á, bây giờ ngại luôn á. Thiệt ngại luôn á. Thì cứ vậy không à. Cứ vậy không à. Trời trời. Trời trời. Lụm tiền. Cái gì vậy trời?
Đúng quá, hình như chỗ này nó bị sao sao anh em. Cái này cái ngọc bội nó bèo lắm, phải 2k xu anh em. Ngọc bội nó phải 2k xu. Thử rồi, thử ra thử nha. May mắn 8. Tổng 1. Ơi, đủ tốc độ di chuyển 29, kháng hỏa 15. Chuyển hóa chứ, đôi giày. Đôi này đủ chỗ đen xài là hết bài luôn. Bộ này nó bán cái ngọc bội nó cũng 900 xu à. Thằng này nó bán may mắn 8 luôn nè, cũng 900 xu à. Cái này chắc chắc cỡ 1k xu à, cỡ 8-900 xu anh em. Ủa cái con nhẫn kìa trời trời. Gì có giày kìa trời. Mã đồ giày này võ đen mang là hết bài luôn nè, võ đen mang là hết bài luôn. Ủa võ đen đồ nó mang là chuẩn không cần chỉnh luôn á. Tôi thấy đồ nó một chút ánh sáng rồi anh em. Một chút ánh sáng rồi. Tôi thấy một chút ánh sáng ở nơi phía cuối con đường rồi anh em. Mình cứ từ từ. À, tầm kén 20 giờ kén 40 là ngon, cái này kén 40 cũng rất là ngon nha anh em. Ồ, ba cái áo cái bàn, ba cái áo cái bàn luôn, đụng nó mở một lúc ba cái áo cái bàn luôn. Ồ, không có áo nào ra gì luôn. Dây chuyền sức mạnh 19 luôn kìa trời. Ôi sát thương vật lý 9 9 điểm 106%. Vũ khí nè. Đó chứ, hiện tại server Trường Giang của CS Tiếu Ngạo.net chuẩn bị khai mở nha anh em, chỉ còn 20 mấy phút nữa thôi, 28 phút nữa thôi sẽ chính thức khai mở rồi. Những anh em nào mà chưa tải game có thể tải game tại CS Tiếu Ngạo.net, mình mới gửi link lên đó. Những anh em nào mà không biết tải game thì có thể liên hệ cho fanpage để được hỗ trợ tải game nha anh em ơi. Tải game trước đi, bây giờ tải game nữa, tạo nhân vật trước đi để tí nữa mà vô mà luyện cho nó lẹ. Luyện cho nó lẹ. Tôi đang chờ anh em, đang chờ đây, đang chờ một cái kỳ tích nổ nó xuất hiện luôn anh em. Để mang vô ơi, mang vô may mắn lên đó, may mắn vô đụng cho nó sung đúng không em? Đúng rồi, mang vô kích luôn kìa. Cái này mà bên server Trường Giang chắc vừa mở mở bên này mà được cái ngọc bội may mắn 8 như vậy thì đủ tiền không luôn, tiền không luôn. Cây kiếm hai cây kiếm luôn. Ồ, hai cây kiếm đủ á, cù bơ cù bất luôn thiệt, hai cây kiếm cù bơ cù bất luôn á. Khó gì ta, khó gì ta. Ôi kháng hỏa 7, chén 20, sinh khí 3. Đấy, bắt đầu anh em, bắt đầu nó đụng nó đi chiều hướng đi xuống rồi đó, bắt đầu đụng nó lại trở về vị trí ban đầu nữa, trở về cái vị thế ban đầu rồi đó, đụng bắt đầu xui xui rồi đó. Một hồi 40 luôn kìa, sinh khí luôn kìa. Ai biết đâu thì đụng nó lỡ đụng nó không ai cần thì đụng nó mình xài luôn thôi chứ sao, giờ lỡ rồi đụng lỡ không ai mua thì mình đụng mình xài luôn chứ sao đâu anh em. Đi chen luôn, mang đi chen luôn có sao đâu. Mình ở đây phong thủy đang đẹp anh em, ở đây phong thủy đang đẹp thì đi đâu. Ở bên server này không có boss sát thủ nha anh em, không có boss sát thủ đâu.
Cái nón kìa, cái nón nè, ai lấy không? Ồ, hết mana rồi, hết mana rồi. Ồ, cái nón kìa, trời ơi, chẳng hỏa 16, chẳng 40 luôn. Nón này đủ anh em nào xài được nha. Nè, dùng như cái ngọc bội này, cái ngọc bội này đủ anh. Ngọc bội này thằng Tâm Minh nó thích lắm, Tintin nó thích lắm. Ngọc bội này là Tintin thích lắm. Uống miếng nước cho anh em, kháng nước quá anh em ạ. Trời ơi, mất cảm giác mỡ anh em, mất cảm giác đụng mỡ thì sao quá. Cho cái mẫu nè, ok cho nè. Hỏi không, có người xin liền. Có người xin lầm lầm che lắm. Uống lắm thiệt. Đâu để coi đồ nè, coi đồ ở cái này ơi. Mẫu hả, mẫu đó xin hả, xin làm gì vậy trời, vậy là chắc cho xe hay gì rồi. Cho xe rồi. Mẫu đó đổ cũng tiền không. Bằng 16 luôn kìa. Tinh lực bảy mấy, nội lực. Cũng nội lực luôn kìa, nội lực trăm mấy luôn kìa. Chuẩn bị open rồi anh em, đổ mở hết cái này rồi, mình qua bên kia đổ mới chuẩn bị cày cuốc. Cày cuốc. Bên kia sắp open rồi anh em ơi, 19 giờ là bắt đầu open rồi anh em. Tranh thủ anh em ơi. Ôi trời 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 ơi. Trời ơi. Đủ thời tới đỡ sao nổi anh em à. Cái thời tới thì đủ thì làm cái gì nó cũng đủ, cũng suông hết anh em. Làm cái gì nó cũng suông hết. Trời ơi. Anh em cho một like được hay không anh em? Cho một like nhân phẩm được không anh em ạ? À? Ủa một like nhân phẩm đi, một like nhân phẩm đi. Trời ơi trời. Anh làm xe 8 bên đó công à. Ủa anh có làm nữa anh em? Có làm nữa anh. Ok vậy có gì đụng anh né em ra nha anh ơi. Thôi hãy mọc nữa cái ban thiên nhẫn là đủ có thèm chảy nước miếng luôn, kháng lôi 7 nữa kìa. Kháng lôi 7 nữa kìa. Trời ơi. À. Bao nhiêu người khen dây chuyền ngon rồi đó anh em à. Thân pháp 11. Trời ơi, may mắn 7 sao kháng lôi ngon hơn chứ may mắn 7 làm gì. Thời tới đỡ sao nổi anh em ơi. Một cái nữa nè. Một mày lá làm hết hồn. Hết hồn, hết hồn, hết hồn. Thật sự hết hồn thiệt. Để mở ra anh em, để mở đã. Cái kiếm mình chỉ chờ cái kiếm thôi mà nó không ra, nó không ra cái kiếm mà nó ra cái gì đâu không vậy. Cần cái kiếm thôi anh ơi, cần cái kiếm thôi. Đúng mày, cần cái kiếm thôi anh em. Em chỉ cần cái kiếm, em cần cái kiếm thôi anh ơi. Ồ, làm chậm có 30 vậy, 40 là ngon rồi. Có qua bển chơi làm mấy ạc chơi vui anh ơi. Em là qua bển làm 4 ạc chơi vui à. Chơi vui giải trí thôi. Còn vẫn chơi bên đây bình thường mà. Đúng là bên đây cũng đang cầm ban nữa, đang cầm ban chỉ huy cho anh em nữa. Đang gom mấy anh em về để mà chơi, để lập ban mà chơi mà. Sao mà bỏ anh em được. Còn anh em nào nghỉ thì anh em cứ nghỉ thôi. Chứ sao bây giờ. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn thôi. Không ngờ nó tàn sớm vậy.
Đồ chưa kịp đánh đánh cái trận nào mà sung mãn để mà coi thì đồ là tàn rồi. Buồn quá xá buồn. Buồn quá xá buồn. Bao nhiêu người. Trời ơi. Bao tay cán lô 27, nội lực 92. Sinh lực 10. Bao nhiêu người bỏ tiền vô. Cả trăm triệu, 200 triệu. Chỉ gì đủ, chỉ vì cái server nó bị nhiễm đường truyền một cái thôi. Mà bỏ hết đủ mới gần cả mấy anh em đủ mới gần cả mấy trăm triệu. Giờ đi server khác, đi server khác cũng lại bắt đầu phải nạp tiền lại từ đầu. Nạp lại tiền lại từ đầu. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu anh em. Cái cuối cùng, còn cái cuối thôi. Cái cuối thôi anh em. Đánh luôn rồi. Tổng cộng lại thôi, được cái dây chuyền nè, được cái bao tay nè. Chụp đi. Tay này, bao tay 19 chụp luôn đi. Này chụp đi. Không giữ đi, giữ lại cái kiếm đi. Cái đâu lại cần. Đấy, đôi giày nè, vỏ đen nè. Để cho anh em thử coi đôi giày vỏ đen có ai chơi hay không. Thử coi anh em có anh em nào mà xài cái vỏ cái đôi giày này không? Có đen nè. Kiểu bị đường truyền bị kết nối vô server nó bị lọt bị ấy anh em bị chập chờn á. Tối hôm qua là bị server kết nối vô mấy mấy chủ á bị chập chờn nên nó dẫn tới chuyện là gì bị đít mạng hết. Ok, nói chứ bây giờ mình chuyển qua bên kia nè mày. Chuyển qua bên kia chuẩn bị khai mở server rồi. Hiện tại mình qua đây mình sẽ làm một con cung lô nha anh em. Mình làm một con cung lô, một con thiếu lâm, một con nga mi, một con ngũ độc. Để mình mở auto lên đã.